Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương đã họp cho ý kiến thông qua hai nghị quyết, gồm nghị quyết về chỉnh trang cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật thiết yếu ở các khu dân cư trong đô thị và nông thôn đến năm 2030, hướng tới nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn tỉnh, và nghị quyết chỉnh trang phát triển đô thị trong các thành phố Dĩ An, Thuận An đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Chủ trì cuộc họp có đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Dự cuộc họp có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và lãnh đạo thành phố Thuận An và Dĩ An. Phát biểu tại cuộc họp, các đại biểu đều thống nhất đồng tình và đánh giá cao đối với việc ban hành hai nghị quyết nêu trên. Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, nghị quyết cần tập trung vào nâng cao chất lượng phát triển về đô thị để hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Do đó, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu, sớm hoàn chỉnh nghị quyết và đặc biệt trong quá trình thực hiện nghị quyết, những vấn đề mới phát sinh sẽ tiếp tục được điều chỉnh. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở ngành địa phương nắm chắc tình hình, xây dựng hồ sơ điện tử theo dõi quá trình chỉnh trang như hạ tầng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sở Xây dựng tỉnh đôn đốc các chủ đầu tư các khu dân cư tiếp tục hoàn chỉnh duy tu bảo dưỡng hạ tầng theo quy định và bàn giao lại cho địa phương quản lý theo đúng quy định, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu chủ đầu tư khu dân cư, nhà ở không thực hiện. Về nguồn lực chỉnh trang đô thị, cố gắng tăng lên 1.500 tỷ đồng trong 2 năm 2024 và 2025, bố trí nguồn vốn linh hoạt, ưu tiên nơi nào người dân đồng thuận hiến đất trước, làm trước, sớm hoàn thiện hạ tầng để cấp sổ cho người dân. Riêng nghị quyết hai thành phố, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huy động đa dạng nguồn lực gồm nhà nước, nhân dân và doanh nghiệp để thực hiện chỉnh trang. Trong đó, nguồn vốn từ ngân sách sẽ tập trung lấy từ đấu giá quỹ đất công để chỉnh trang, nghiên cứu phương án, để lại từ 10% tới 20% nguồn thu từ đấu giá quỹ đất công cho các địa phương dành nguồn lực để chỉnh trang. Riêng Thuận An và Dĩ An cần được phân cấp gấp đôi nguồn vốn so với các địa phương khác. Điều chỉnh vốn linh hoạt để mạnh phân cấp phân quyền về cho địa phương. Bí thư Tỉnh ủy thống nhất chọn thành phố Dĩ An làm điểm về chỉnh trang, rút kinh nghiệm để nhân rộng. Đồng thời yêu cầu Sở Xây dựng ra soát điều chỉnh quy chuẩn về hạ tầng phù hợp với thực tiễn và khuyến khích phát triển nhà ở cao tầng.